Vâng, Di Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video sáng nay tại màu nghệ sĩ ưu tú Du Linh theo quý cô chú anh chị. Hiện tại giờ Di Minh thấy có một vị khán giả đang chụp hình quay phim bên trong quý cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay Di Minh cũng cúng một cái mâm cơm chay cho là chị Điền Lý hôm qua ha quý cô chú anh chị. Hello chị. Hello. Rồi chị đang chụp hình ha quý cô chú anh chị. Ra luôn hả chị? À, quý anh chị ơi. À, thì khán giả này là thấy đứng chụp hình nãy giờ giờ đi ra qua quý anh chị. À, sáng nay thì cũng này, sớm giờ chắc chú ăn xong rồi quá. Sáng gì mình đổi món cúng ổi nữ hoàng quý cô chú anh chị, ổi nữ hoàng với ổi cụt đỏ. Sáng chú nói giờ mày cúng cà phê sữa ra hoài tao ngán quá, bữa nào cũng 3-4 ly hết, cho nên là mày mua trái cây tao ăn cái. Chú thích ăn ăn ổi với quê á, mà đặc biệt là chú thích ăn ổi nữ hoàng nha. Nữ hoàng ổi hồng hộp, ổi ruột đỏ với ổi ruột đỏ. Anh biết sao biết không? Sao biết? Sáng giờ em nghe anh nói em biết á. Biết cái này nói chung là anh nói thí thí thôi chứ giờ ai, người dân miền Tây ai cũng thích ăn ổi mà, cho nên là mình nói thí thôi chứ cũng không biết chú có thích hay không nữa. Chứ rất là nhiều vitamin C nha. Đúng rồi, cho ổi này là gấp gấp 3 lần 3 lần trái cam, vitamin. Cái thứ hai nữa là trái ớt, trái ớt là vitamin C nhiều lắm quý vị. Mà đặc biệt là chúng ta ăn ổi là chúng ta phải bỏ hồng nha. Đúng rồi, không. À, đặc biệt chúng ta ăn ổi là chúng ta ăn ăn hột luôn quý chú chị. Ăn hột luôn. Lời khuyên của bác sĩ. Nhưng mà lời khuyên của Di Minh, bà con cô bác thích ăn hột thì cứ ăn. Nhưng mà con cái để Di Minh chỉ một cái, bây giờ chỉ cái cách ăn cho, để khoan anh nói tại sao ăn là phải có cái lý do là tại sao là khuyên ăn được. Rồi. Ăn là bà con cô bác đừng có nhai cái hột. Mình nhai nhai trong cái hột nó có cái ruột nó rất là ngọt luôn, mình nhai nhẹ đừng cho bể cái hột ra. Là mình nuốt. Ok, không sao gì hết. Là tại vì bà con cô bác biết bác sĩ nói là ăn cái hột ổi nó dễ bị ruột thừa đúng không? Cái hột ổi nó sẽ nhét qua bên ruột thừa. Nhưng mà theo cái sự chia sẻ của một người anh cũng như là sự nghiên cứu thì cái hột nó còn nguyên, nó sẽ không nhét vô ruột thừa quý anh vậy. Là mình ăn nhưng mà đừng cho bể cái hột ra làm được. Đó, bà con cứ ăn không sao. Đừng nhai ngấu hột là được. Cứ nhai mà nhai mà ngọt trong cái ruột rồi mình nuốt đi, đừng có nhai. Ý là bà con đừng có nhai nát hột là được. Đừng có nhai nát cái hột là được. Cứ thấy ngọt mình mấp gì đó. Cho nó ngọt phải không? Có mình nuốt. Dạ mới biết luôn á. Đừng có nhai mà nếu mà cảm thấy nhai bởi cái hột thì cứ nhả ra quý anh chị. Mà phải xét cái tính đúng sai đó thì mà bà con cô bác bình luận để là ý kiến ha quý anh chị, coi như mình nói giải thích thì có đúng không. Đúng rồi, nó sẽ bị nhét qua cái ruột thừa. Nhưng mà cái ruột thừa mình ha quý anh chị, bà con biết rồi, cái lỗ nó bằng cái kim gì đó quý anh chị, nó xíu à đó, cho nên là nếu mà cái hộp nguyên cái hộp á là nó sẽ không ấy nha, không có lọt vô nha. Xe bảy chỗ rồi đi luôn. À, quý chú vậy mới vừa sau ngừng là chắc dòm quá. Các chị không ngọc á. Mấy nè mình cũng cảnh giác để ý rồi, chị Hồng Ngọc có xuất hiện không quý anh chị. À, bữa giờ là điện chị Hồng Ngọc cũng không được luôn. Trời lâu quá cũng nhớ chị lắm rồi đó. À, đề nghị khi mà qua phát cái video này chị nhớ điện lại cho em ha. Với 15 hết gì cũng được. À. Là chị mất tích luôn. Giờ mấy anh em mình chi tìm chị đi. Chi tìm chị Ngọc gấp. Đó, để chút xíu là Di Minh để chi tìm chị Ngọc gấp. Hỏi làm gì? Để được biết được chị tâm sự với chị cho chị là những ngày qua chị vui hay là buồn. Đó quý vị. Sao tự nhiên cái tới nói tới khúc này em trầm cảm em. Em quay những cái cái gì? Con rồng của chị Ngọc nè, rồng chanh nè. Bây giờ mai mốt là đổi tên anh Ngọc lên luôn nha, chịu không? Có khán giả kêu đổi tên anh Ngọc lên luôn rồi đó. Là Ngọc Cháo đúng không? Ngọc Cháo chứ không phải là Ngọc Dư Mộ nữa nha. Đó. Sao anh Ngọc?
khán giả nói là gọi gì mình gấp. Anh Ngọc nói gì mà danh Ngọc Nhan nè. Ngọc Nhan nè. Gặp với một. À, anh đừng có lâu lâu nha, không rồi khán giả nhắn tin em nhiều lắm rồi đó, cho anh biết gì đó. Nè. Yeah. Đi danh là Minh Kìa là một nè. Ừ. Biết thầy biết Hoàng Minh gì không? Minh gì? Thậm chí. Thậm thôi 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 đừng, thậm chí là cái chú kia kìa. Minh thậm chí. Thôi thôi cái chú mình thậm chí là chú kia chứ không phải anh đâu, đừng nói quan ức. Quan ức lắm bao đại nhân ơi. Minh thậm chí thực tế. Cô Huệ bị ai lừa hai tờ số á. Gì hả? Có nói mấy anh không? Có dán mà. Dán hả? Dán cái ngày lại. Nghe cô nói gì mình cũng không biết. Bán số tội nghiệp vậy cũng lưu lừa người ta. À. Nãy còn 120 mua cô Huệ 5 tờ số cho bán 50. Gì hả? Trời ơi. Trời ơi em. Chơi lớn luôn hả? Chơi lớn luôn hả? Trời ơi. Rồi chiều nay là chú độ là phải chừng trúng giải đầu luôn á. Mà còn có 120 nhiêu? Giải đầu là được 500. Mua 5 tờ còn ghi 50 ngàn cho Hải. Mua 5 tờ với số ủng hộ cô thêm 50 ngàn nữa được không? Em còn có 120 mà em chơi lớn luôn hả chị? Anh hả? Bỏ mạng em anh xem sao vậy? Cho nó không có mạng bị rớt mạng hả? Vậy cũng được. Đó. Thì sáng nay là Hải chơi lớn luôn ha. Ở bên kia cũng có gia đình ha quý cô chú chị ơi. Gia đình cúng sao mà anh thấy ngộ ngộ nha. Cúng nó chuối xanh thì, đây nè quý anh chị đây mình đó, chuối xanh. Chuối xanh là chuối già bình thường mà anh. Chuối già mà chuối ấy mình à, chuối sim. Chuối sim. Chuối sim hả? Chuối sim xanh được mà. Nó đá không ai. Thường đem mua lại chuối cúng cậu cũng chuối màu xanh đó. Thường thường cúng được rồi. Được rồi. Mình cúng chừng nửa ngày là nó chín rồi. Được không? Dạ được. Được hả? Nhưng mà nãy giờ em thắc mắc là em gọi anh là Minh thậm chí thực tế được không? Không không cũng được. Không được đúng không? Vậy. Không được gì thôi à. Trắng ánh trăng hào gầy thức trắng đêm trường mái đời chờ em. Mười hai bên nước đục trong. Trời ơi, 200 đô. Ngày đẹp nhất là ngày mình chia tay. Hoa hoa trên gồng, hoa gồng nở rồi không thấy chị Ngọc đâu. Chị ơi, chị đã đi đâu? Chị nay chị đã đi rồi, không nói câu nào chị tắt máy luôn. Trời, mình. Mình hờ buồn, mình khóc bao ngày, chị có biết không? Anh hay quá. Anh xào xào anh khóc luôn đúng không? Thì thôi chị hãy điện em nói một câu một lời từ đự đự từ đự 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 từ đự 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 chẳng ánh trăng ban ngày có trăng ơi chị ơi. Nhưng mà em biết chị Ngọc á, chị không có ra mặt nhưng mà chị âm 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 thầm. Biết đâu rồi, lát rồi chị đến đây. Đúng rồi, anh đang canh mà. Anh đang canh chừng nào mà thấy chiếc xe mà cái xe nhất là cái xe màu cam á. Mới chạy mà lãng vảng ở đây là chiếc này là dừng xe luôn. Đó, mình cản đầu lại luôn. Không, nhưng mà em nghĩ chị Hồng Ngọc là thích màu trắng. Trời, chị thích màu trắng. Anh màu... biết sao không? Không, anh nghĩ chị thích màu hồng. Màu hồng là chị màu hồng hiện. Không, nhưng mà chị cũng thích màu hồng luôn. Chị thích màu hồng bởi vì chị tặng cái gì cũng có hồng hồng giống nào, hoa hồng nè, màu cũng có hồng nè. Rồi chị cũng tên là Hồng Ngọc luôn nè. À, chị thích màu hồng đúng không? Màu hồng. Vậy bữa nào mà đi ngang đây mình thấy chiếc xe nào mà màu hồng là màu hồng đi. Là rồi đó. Mà cái người mà bước xe từ màu chạy ra thì... chặn xe luôn. Hỏi sao mình phải mình thổi kèn quyết. Đó. Chị có phải là chị Hồng Ngọc hay không? Hỏi cái tất nhiên mình chặn lại là phải tài xế phải ló đầu ra đúng không? Ló đầu ra, nếu mà nữ là mình quay cặn luôn. Còn nếu mà nam á thì tất nhiên hỏi tại sao anh chặn xe tôi? Đó, thì mình hỏi có chị Ngọc trên đây không? Ôi đậu xe đây ta chạy ta chạy trong gì không lẽ người ta ấy mình. Đúng không? À, nói vui tí xíu cho đỡ buồn ha quý chú anh chị.
chứ mình quay màu mà nhiều khi mình không có vui vui trong đó thì nó cũng chán lắm quý chú anh chị ơi. Mong bà con cô bác cũng thông cảm cho dì mình ha, tại vì mình bay là cam ha quý chú anh chị. Là TikTok là anh ghét nhất luôn á, nó thật sự luôn. Anh kênh là mấy chục ngàn người đăng ký mà nó còn quỷ của anh được đây. Anh ghét lắm, giờ anh quỷ cái app đó luôn á, quỷ ứng dụng đó luôn á. Bởi vì anh không biết gì với xu hướng hồi đó anh đăng lên là có một ngày một là phải là 500-700 ngàn người xem. Làm bớt trên vào điện tiên nha. Đó. Đi chân trẻ chứ. Chân trẻ. Rồi làm bớt trên vào tiên chân trẻ. Chào mà làm bớt mình chứ. Anh lại chào đi chân trẻ cái cơ anh. Thôi, chiên chân trẻ này là không chơi. Ồ, ôi giống ca sĩ vậy hả? Sao đâu đây? Kìa, ngừng ngoài kia kìa. Có xe kìa. Xe kìa, quý của chúng chị. Rồi, chạy luôn rồi. Ủa sao đi luôn hả anh? Sao thấy giống ca sĩ quá mà đi luôn rồi? Dạ, dạ. Đây nè chị. Hôm nay mới gặp chú Hỷ ha. Còn quý cô chú anh chị thì video hôm nay video vui ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác xem video cũng hoan hỷ ha. Bỏ qua nếu có lời nào mà không phải thì bỏ qua giùm ha quý cô chú anh chị. Lâu lâu mình phải hài hài tí xíu cho vui. Đó. Bà con cô bác nếu mà yêu quý thì kênh YouTube Duy Minh thì nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con. Chúc bà con một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình mình ha.